chị nhớ rằng rất lâu rồi Tuấn mới được là được biểu diễn tại sân khấu của Làn Sóng Xanh. Tuấn không biết là Làn Sóng Xanh sẽ tặng mình cái gì. Nhưng Tuấn thằng em đó mấy em tôi rất là nhớ cái không khí này của Làn Sóng Xanh. Và vì lâu quá không có đến chơi với Làn Sóng Xanh, Tuấn có một quyết định liều lĩnh là sẽ mang đến một món quà mới tinh, chưa có thể nói là chưa hoàn thiện nữa, nhưng mà thôi kệ, cứ hát lại. Quý vị đồng ý không? Sẽ là bài hát mới tinh, và hôm nay là bản sketch đầu tiên của ca khúc này. Chúng ta bắt bằng được người viết ca khúc này cho Hà Lành Tuấn đánh guitar và hát cùng. Mặc dù hát thì rất hay, đánh guitar thì không hay lắm, nhưng chúng tôi có tấm lòng. Và vì vậy nên là nếu không hay lắm thì quý vị cũng nhớ cổ vũ tinh thần cho anh em chúng tôi. Hà Anh Tuấn hát và tác phẩm Từ Đống Tro Tàn của Khang Chi. Để người nhớ